Dạ, con là Nguyễn Tuấn Khôi, pháp danh là Thiện Nguyên. Xin thưa với Đại Đức và các tăng và các tu nữ và các bạn bạn Phật sự. Thực ra là con cũng chưa có một cái tâm lý để chuẩn bị gì cho cái phát biểu này. Nhưng do cái nhân duyên là các bạn tu nữ cũng lên chia sẻ. Thì nhân đây thì con xin cũng nói về một chút về những cái suy tư về cái cảm nghĩ của con khi đến với cả khóa tu giao duyên này. Kính thưa Đại Đức và các vị, để đến được với khóa tu này thì đối với con nó là một cái hành trình nó rất là khó khăn. Vì thực ra là con chia sẻ một chút là nhà con ngày xưa là con ở ngoài ngoài Bắc. Thật ra là mẹ con thì là một dược sĩ rất là cao cấp và một dược sĩ đầu tiên của ngoài Bắc. Mà lúc ấy ngoài Bắc thì rất là hiếm. Đấy, mẹ con thế thì có một cái lúc ý ở ngoài Bắc ấy là nói đúng nghĩa là đạo Phật thì không được phổ biến rộng rãi lắm. Đấy, các nhưng mà lúc ý là mẹ con thì với cái tâm là muốn là đang từ bác sĩ rồi xong rồi là lúc ấy thiếu thuốc men thiếu nhiều quá, thế là lại xin đi sang làm dược sĩ. Thế nhưng mà trong cái hành trình lúc ý là cái thời kỳ chiến tranh á nó rất là khó khăn. Rồi sau đó thì tất cả các nguồn về tri thức về nguyên liệu các thứ thì rất khó, thì lúc ấy là mẹ con lại có một cái phát tâm rất là lớn. Thế mà mẹ con là hàng ngày là chỉ biết đến lên chùa, xong rồi cũng tìm đến Phật pháp, rồi cũng lại tụng kinh dược sư. Thế lúc ấy ở nhà con thì con cũng chia sẻ là nhà con thì rất là bé, ngoài Bắc lúc ấy chỉ có 14 mét vuông thôi, mà tới 5 người, lại còn thêm bà nữa là 6 người trong 14 mét vuông. Thế mà mẹ con thì có một cái tín tâm là rất là vững chắc với cả Phật giáo. Thế mẹ con thì cứ 4 giờ sáng là mẹ con dậy mẹ con tụng kinh. Mà các vị chắc tưởng tượng được là nếu như mà 14 mét vuông 6 người ở thì con mẹ con tụng cái gì là con thuộc luôn cái đấy luôn. Đấy là tất cả những chú lúc ý là gọi là mật tịnh song tu á, là tất cả các chú là con không 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 được học thì cũng cũng thuộc. Đấy. Thế thì thế nhưng mà sau này khi tất nhiên là bố con thì cũng ở ngoài Bắc thì gọi là bố, và thế gọi bố con thì cũng xưng khắc với mẹ con trong cái chuyện đó. Nhưng mà cái niềm tin của mẹ thì mẹ nói là con hỏi là thế mẹ tụng như thế thì mẹ có hiểu cái gì không? Thế mẹ bảo mẹ không hiểu, nhưng mà đấy là mật chú mà đưa lên là cho mẹ cái niềm tin. Nếu là làm cái này tự dưng là khi mà mẹ chuyên tâm mẹ niệm ấy thì mẹ ra những cái có những cái như có một cái sức mạnh vô hình là chỉ cho mẹ cần làm cái này cái kia, thì và mẹ cũng có được những cái thành công nhất định. Và mẹ cũng có tới gần 20 cái đề tài học cấp nhà nước, lúc ý là cũng rất là khó khăn. Thế nhưng mà so với tức là ở ngoài kia thì lúc ý là vào gọi là bên dược sĩ thì có bà Phạm Thị Tâm, ở bên bên y thì có là ông gì bác sĩ bệnh tim ấy. Tự dưng trong giờ này con lại hồi hộp con quên mất rồi. Cái gì có cái thì mẹ con cũng là một cái người như thế. Thế mà sau này thì con có vào Sài Gòn con làm việc thì con cũng đã cái duyên đấy là cái duyên đến Phật pháp, và con cũng tìm hiểu về Phật pháp cũng tương đối nhiều. Nhưng qua hệ thống kinh sách con thấy nó quá là đồ sộ, lúc ý chỉ toàn là đa phần là toàn tiếng tiếng Việt và chữ Hán. Mà đúng là cố gắng mình thì cứ cậy tài là mình nghĩ là mình đọc thì mình sẽ hiểu, nhưng thực chất rằng là càng đọc thì nó như là một cái mê trận. Tức là những cái đọc về những cái sách thì huyền học ấy thì nó thôi không nói làm gì, nhưng mà những cái sách mà đúng là thực sự về đạo thì nó cũng rất là khó hiểu. Nên sau đó thì con cố gắng rất là may mắn đến khi mà gọi là cái trình độ mà con nói quy trong này. Nên lúc ấy là con quy trong này, con sinh con lấy vợ trong này và em bé thì sinh ra thì lúc ấy là
ở con báo hiếu mẹ con thì bị tai biến, nên là con đón vào trong này con phụng dưỡng. Thế thì mẹ thì tuy là tai biến thôi nhưng mà ngày nào thì vẫn cứ giữ cái thói quen, cái nếp là cứ 3 giờ rưỡi sáng là 4 giờ mẹ dậy mẹ tụng. Tức là nhà đến mức độ là tiền ăn thì không có nhưng mà hương hoa thì không bao giờ thiếu. Đó. Đấy thì nghe là cái tín tâm của mẹ con rất là lớn. Thế lúc ấy là đốt nhang lên thì vợ con không đồng ý lắm. Bởi vì là em bé thì nó nhỏ quá, nó ho. Đó, nó ho, nó sặc sụa lên thì... nhưng mà đúng là sau đó thì giữa mẹ với con ấy thì con dâu ấy thì nó cũng khó có cái tiếng nói. Thế sau đó mẹ con ra ngoài kia. Thế là, lúc ấy thì con đã tìm đến với Đạo Phật là con tìm hiểu qua rất nhiều các cái hệ thống mà kinh sách cũng như con vừa chia sẻ. Nhưng mà thực ra là lúc ấy con cũng chưa có thỏa mãn được. Bởi vì rất nhiều điều khó hiểu vì con cố là con tìm ngay từ những bài Bát Nhã Ba La Mật hay là đấy như là các vị cũng đã chia sẻ trước đây là ở trong này con biết hội chúng trong này rất nhiều người nói về tuổi đạo có khi còn lớn hơn con rất là nhiều. Đấy nhưng mà thì sau này đến mức là nhờ bọn con thì có phát tâm là con với vợ con thì hay đi làm cái chuyện thiện nguyện, tham gia với những chuyện từ thiện hay này khác. Thế thì mọi việc nó qua đi và hai vợ chồng cũng cố gắng làm việc. Thì đến một cái thời gian là khi con nói và con vào Sài Gòn nó năm 30 tuổi thì khoảng hơn 40 tuổi thì là lúc ý là hai vợ chồng con nghĩ là đã có thể nghỉ hưu được rồi. Tại vì cũng đã có thể là mua được nhà, mua một số tài sản rồi có một số những cái cổ phần cổ phiếu cái này khác các thứ thì là có thể là thậm chí là thôi thì có thể là nghỉ hưu sớm. Thế mà đúng là có một cái cái vô thường, nó đúng là cuộc sống em con cảm thấy nó vô thường nó xảy ra. Lúc con bé con này nó được 13 tuổi thì 12 tuổi thì cháu bình thường rất là khỏe mạnh. Thế nhưng mà đến khi cũng chỉ qua coi như là bình thường là cháu đi chạy hai vòng sân vận động Hoa Lư là cũng ok không vấn đề. Mà bục một cái là lên một cái cơn gọi là suy tim. Nhưng mà thực ra đi khám và bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng cũng không khám được ra bệnh của con. Thế lúc ấy mới đến lúc mà đưa sang được đến bệnh viện Chợ Giấy thì cũng đã là ngừng tim mất 3 phút. Thế sau đó là bác sĩ Chợ Giấy cũng ra là xin chia buồn rồi. Thế vào thôi thì còn nước còn tát. Thế thì lúc ấy là cũng qua một cơn chạy chữa, các bác sĩ cũng rất là nỗ lực. Và thế là cũng cứu được con. Thì lúc ấy là thực sự nó có một cái vợ con có một cái niềm tin. Tại vì lúc ấy thì cái bác sĩ Nguyễn Thanh Linh ấy, lúc ấy mới chỉ là phó khoa, bây giờ lên là trưởng khoa của ICU Bệnh viện Chợ Giấy. Vừa rồi bác sĩ rất là nổi tiếng trong cái chữa chạy Covid ấy, là đi lại giữa hai miền và ba miền để cứu trợ. Thì bác sĩ Thanh Linh nó nói với bọn con một câu như thế này là tôi cũng chả biết anh chị ở quen ở cấp độ nào. Bình thường chỉ có một vài cái vị mà gọi là lãnh đạo gọi điện xuống nhờ vả thôi. Nhưng mà đây là toàn các bác sĩ ở trong ngành từ khắp Trung Nam. Các thứ là cũng hỏi thăm. Thành ra là anh chị yên tâm, tôi sẽ nỗ lực cố gắng cứu cháu hết sức. Chứ còn thì thực ra thì con cũng không có làm gì trước. Ấy, chỉ đi tham gia vào cái chuyện mà thiện nguyện thôi. Đó. Đấy thì sau đó thì cũng lại được rất nhiều các cái duyên đạo là đưa đến nào là các đức pháp sư ở bên Kim Cương Thừa rồi cũng tụng kinh rồi hồi hướng cho cháu rồi thậm chí là các bạn ở bên đạo Tin Lành bên Thiên Chúa thì cũng ra đến Đức Mẹ La Vang rồi cũng cầu nguyện rồi để mà thực ra tất cả những cái đấy thì con nói thực sự con vẫn ở trong cái thâm tâm thì con vẫn trân trọng, con biết ơn. Nhưng nếu mà để nhìn về dưới khía cạnh của Phật pháp thì con vẫn thực sự là chưa có thỏa mãn. Sau đó thì tại vì sau đó thì có rất nhiều bạn con ấy thì kéo con sang bên với cả Mật Tông. Nhưng mà con lúc ấy là con bảo con không ổn lắm, tại vì những cái chuyện mà từ mẹ con từ ngày xưa ấy, con nói là niệm cái gì mà không giải thích được cho tôi thì tôi không có ổn. Đối với tôi là tôi phải
Tức là Phật thì rất là giản dị và rõ ràng. Tôi tin một điều là Ngài là cái người mà đã cứu vớt cho nhân loại trong cái nỗi khổ của mọi người, thì không có nghĩa là có cái gì là mật gì ở đây hết ấy. Tức là cái gì là cũng nào là nhiều cái thứ. Thế sau đó thì con bị mất rất nhiều bạn bè về cái chuyện chuyện đó. Thế nhưng mà hàng ngày thì con vẫn cứ tụng kinh. Con tụng kinh thì sau này vợ con bị ảnh hưởng là cũng tụng kinh theo con. Thế con hàng ngày con vẫn cứ tụng kinh. Tức là đầu tiên là con đấy cũng là kinh tụng cho cư sĩ đại gia, xong rồi tất cả vô lượng thọ rồi này khác các thứ thì con cũng tụng qua hết. Đó. Nhưng mà thực ra mà nói là tụng nhưng mà hành hay hiểu thì rất là bị hạn chế. Đấy, và nó thế đến lúc về sau này thì có một cái là có một cái con mới có một cái nguyện. Con lúc ấy con có một cái nguyện trước ban thờ là mong rằng là cho con có thể được tìm thấy một cái vị sư phụ có thể là hướng dẫn cho cái minh trí của con được mở mang. Cái lúc ấy thì thực sự là có rất nhiều thầy, nhưng mà cũng là cái phước duyên rất là buồn cười là cứ vợ con tham gia được mà con không tham gia được. Ví dụ như là đi sang Tây Tạng, vợ con thì đi chót lọt tại vì con nó bị bệnh nó bé thì hai vợ chồng cứ phải thay nhau. Thế thì nhưng mà vợ con đi được, nó đến lượt con đi cái thì nó khóa lại. Đó, thế lại dừng lại, tức là Tây Tạng nó không cấp visa các thứ nữa, thế là dừng lại hết. Thế sau đó thì con cũng lại qua cái internet phát triển thì con được nghe rất nhiều các vị giảng sư là thuyết pháp. Đấy, thế là thôi thì con cũng không nói đây, nhưng mà tất cả các vị thì đều nói về cái đạo đức cao thượng các thứ cả, nhưng mà cái phương pháp hành trì các thứ thì nó còn rất là ít. Thế sau đó thực sự mà nói là may mắn là đến 6 tháng trước thì con có tự dưng con lướt Facebook thì con nhìn thấy cái tựa của sư Hạnh Tuệ. Đấy, nói về cái con nhớ là cái bài về phân tích về cái kinh bài kinh Trung Bộ, cái bài đầu tiên bài nhập môn. Vâng, con tự dưng con thấy là thật là tuyệt vời, và con bắt đầu nghe theo liên tục, và thậm chí là sau này con bỏ hết cả những cái kinh tụng kia mà con tụng theo cái của ngài tụng. Con cũng bật lên, con chả có tài liệu gì cả, thì con cứ bật cái YouTube lên, thế là ngài tụng hôm nào thì con tụng theo hôm đấy. Và con hàng ngày thì con dành như thế từ 5 cho đến 6 tiếng đồng hồ để con nghe các cái bài giảng cơ bản lại toàn bộ từ đầu của ngài. Thế sau này các ông gần đây thì là bắt đầu là đến cái là ngài trong cái phần mà giảng về giải đáp Phật pháp thì lại có ngài Vệ Tường cũng lên, và hôm con xuất gia ở đây con nói con rất là hoan hỉ. Từ dưng lúc trong lúc chờ mọi người thì con nói là nếu như mà thực sự là con mà tìm được một cái vị sư quý kính ấy, thì con mong là có thể vị Hạnh Tuệ có thể cạo đầu được cho con. Thế thì và cũng khi mà hai nữa là con được gặp với cả, thì đúng lúc ấy là con được chỉ lên là sư Tuệ Tường là cắt cái tóc cho con. Sư Tuệ Tường là vúi cái tóc, và con nói là hôm nay con thực sự con rất là hoan hỉ, con hôm nay con được gặp sư ở ngoài đời thì hôm nay gặp đây, chứ con rất con không biết là đến bao giờ con có thể gặp được ngài. Đó. Thế thì và đúng cái là sang thì vẫn con cứ đợi cái duyên thôi, thì như rằng thì đến lúc ấy là sư Hạnh Tuệ lại chỉ con ra là cạo đầu cho con, lúc ấy là cạo tóc. Và thôi thì tất cả những cái màu sắc đấy nó hơi mang tính chất gọi là mê tín hay là cái dực đoan, nhưng con tin nó là một cái duyên. Cái duyên ở đây thực ra nói con ở đây thì trong phòng con cũng có với cả mấy bạn, thì con nói với các em là thực sự mà anh rất là cảm thấy là hoan hỉ khi mà gặp các em trẻ như thế này mà đã tham gia vào những cái lớp như vậy thì rất là tốt, mà đây là cái cơ duyên tuyệt vời để các bạn có thể tìm thấy đúng cái mà anh đã mất đến 20 mấy năm để anh có thể là mới tin tưởng được rằng là đây là cái nguyên gốc. Nhưng mà cái vấn đề của con ở đây, cái lớn nhất
thì cũng xin chia sẻ với các vị, đó là tuy cùng đạo Phật nhưng mà ví dụ như trong gia đình cái xung đột khi mà cái niềm tin, ví dụ như con thì hoàn toàn con bây giờ con tin vào vào bên Theravada Phật giáo nguyên thủy, và thực sự con trước khi mà con nghe sư đại đức con nghe đại đức Hạnh Tuệ để giảng pháp thì con đã tò mò về cái bộ Abhidhamma rồi. Và lúc ấy thì con đã lên con tìm sách ở trên, xong rồi con download rồi con nghe. Đầu tiên là ngày biểu chánh là giảng, nên là đã rất hay rồi nhưng mà con không lĩnh hội được. Đó. Sau đó thì con nghe sơ qua về cái bài của giảng, sơ qua về cái Atidam của thầy Hạnh Tuệ, và con cảm thấy rất là hoan hỉ, bởi vì thầy giảng rất là nó nhẹ nhàng và nó thực tế, nó đi vào đời sống. Con cũng đã từng nghe cái pháp của ngài nói là cái con bây giờ thì cũng đang tụng cái bộ kinh Kalama của bộ kinh dành cho người cư sĩ tại gia tại ở nhà. Nhưng mà có cái là thế này, con cứ tụng kinh ấy là vợ con bảo ông làm cái gì á, tức là vợ con thì muốn vẫn cứ là về cái tầm mật tông đấy, vẫn là tịnh độ. Thế con bảo trong cái đấy thì có nghe các vị giảng pháp thì em có hiểu cái gì không đó, thực sự mà hiểu hay là chứng thực được cái gì thì ở đây thì con cũng không nói, vì cái nhiều cái xung đột, hai vợ chồng thì cùng dậy lúc 4 giờ nhưng mà cứ phải xếp hàng đấy, vợ mà tụng ở bên kia thì mình chui vào trong phòng mình ngồi tụng, mà con tụng mà theo ngài đại đức Hạnh Tuệ là con phải đeo tai nghe và con tụng thầm ở trong phòng ngủ ấy, chứ ban thờ trang thờ là phải nhường cho bà ấy. Cái trang thờ của con thì nó hoành tráng lắm vì nó đủ các loại Phật, đủ các loại vị Tara rồi tất tần tật cái gì là có hết, từ A Di Đà Phổ Hiền hay là cái gì là có hết, không thiếu một cái gì cả. Nhưng mà thôi những cái đấy thì con cũng phải chia sẻ tại vì cái khó khăn thực ra là con rất muốn, thực ra là con phát tâm để con lên con được đi theo các ngài trên hành trình tu tập. Nhưng bây giờ thì mẹ con cũng đã 90 mấy tuổi về đạo uống thủy đấy, thành ra là cái chuyện con nghĩ là cái chuyện phận về hiếu thì con vẫn phải trả trước, tại vì thực sự là bà bây giờ chưa, bà không còn được cái minh mẫn và không còn ấy nữa, nhưng mà cái chuyện hiếu đễ thì con vẫn cứ phải làm. Hai nữa, con ấy bị đứa con gái thì qua cái gần châu tim ấy thì nó cũng mất một chân và sinh hoạt rất là khó khăn, nên thành ra là nhưng mà cái vấn đề đấy thì nó không phải, tại vì không phải quá lớn. Nếu như mà mình nghe được cái bài pháp của sư Hạnh Tuệ, mỗi ai có cái nghiệp của người đấy, và mình có lo mãi mình không lo cho mình thì cũng không ổn. Thì thôi thì con cũng nguyện là nếu như rằng là mẹ con mà có ấy, mà có một cái cơ duyên thật là tốt, thì sau này con lại xin được quay lại và theo các ngài được tu tập trên con đường để tìm đến sự giải thoát. Con biết là cái tuổi đời của con bây giờ thì nó cũng không còn nhiều, nhưng mà con coi tất cả nó chỉ là hành trình, và con tin là cái lời của Đức Hạnh Tuệ nói, tất cả mình bây giờ nếu như mà không bước chân vào, không có cái duyên mà bước chân vào pháp thì kiếp sau chắc mình chưa chắc mình đã được có cái duyên để có thể là được thỉnh pháp của các ngài, được nghe pháp của các ngài. Thành ra là thôi thì con cứ phát nguyện nếu như là mẹ con mà được cái 100 tuổi mà xong cái phận hiếu nghĩa, mà con còn có được cơ duyên sức khỏe, thì con xin được phép là được lên trên chùa và theo học được của các ngài. Ở đây thì con cũng thực sự bởi vì con không có chuẩn bị gì, đâm ra lời nói nó hơi có lủng củng và có thể là bắt các vị là nghe em cái nó hơi rông dài một chút, nhưng đây là những cái chân tình và cái cảm nghĩ của con. Con xin cảm ơn các đại đức và các đại chúng đã nghe cái sự chia sẻ của con.